Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập trong buổi tập toán lớp 1 bài 73, đó là bài 20, 20. Chúng ta sẽ bắt đầu bài tập số 1, yêu cầu các em viết theo mẫu. Thứ nhất là phần đọc số, đọc là 10. Các em viết là số 10. Số 10 thì bao gồm 1 chục và 0 đơn vị. Tiếp theo số 11. 11 đọc là 11, kem viết thì nó bao gồm hai chữ số 1. 11. 11 thì nó lại bao gồm một chục và một đơn vị. Tương tự 13. 13 thì kem viết 1 3, nó bao gồm hai chữ số 1 và chữ số 3. Chữ số 1 này ở hàng chục, chữ số 3 này hàng đơn vị. Như vậy nó bao gồm một chục và ba đơn vị. Tiếp theo nữa, 15. 15. 15 thì bao gồm là một chục và 5 đơn vị. Tiếp theo 19. Nó bao gồm hai chữ số là chữ số 1 và chữ số 9. Chữ số 1 này ở hàng chục, chữ số 9 này ở hàng đơn vị. Như vậy một chục và 9 đơn vị. Cuối cùng là số 20. 20 thì nó được cấu tạo bởi hai chữ số là chữ số 2 viết trước và chữ số 0 viết sau. 2 này ở hàng chục là hai chục, 0 ở hàng đơn vị là 0 đơn vị. Như vậy nó bao gồm hai chục và 0 đơn vị. Tiếp theo sau bài tập số 2, yêu cầu các em điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu. Ví dụ số 14. Số 14 thì nó sẽ bằng 10 cộng với 4. Số 12, các em sẽ tách ra thành số tròn trục cộng với hàng đơn vị, cộng với số hàng đơn vị. Như vậy, tròn trục này thì nó sẽ bằng 10 này, cộng thêm 2 đơn vị nữa thì bằng 12. Đúng không ạ? Như vậy đây các em sẽ viết thành 10 cộng với 2 để thành 12. 16, các em tách ra thành số tròn trục và cái phần đơn vị. Như vậy 16 thì sẽ bằng là 10 cộng với 6. Viết theo mẫu, tách ra thành 10 cộng với một cái số đơn vị nào đấy để được cái số này. Như vậy 16 thì sẽ bằng 10 cộng với 6. Và 17 bằng 10 cộng với 7. Tiếp tục sang bài tập số 3, yêu cầu các em viết theo mẫu. Bây giờ mẫu, mẫu ở đây này, số liền sau của số 10 là số 11. Như vậy muốn tìm số liền sau của một số thì các em lấy số đó, các em cộng thêm một đơn vị thì chúng ta sẽ ra được số liền sau. Số liền sau của 10 thì các em lấy 10 cộng 1 bằng 11. Số liền sau của 12 thì các em lại lấy 12, các em cộng thêm 1 nữa thì nó chính là 13. Số liền sau của 15 là thì các em lấy 15 cộng với 1. 15 cộng với 1 thì bằng 16. Số liền sau của 19 là thì em lấy 19 cộng 1 là 20. Như vậy, chú ý này, muốn tìm số liền sau của một số nào đấy, kem lấy số đó, kem cộng thêm 1 đơn vị thì chúng ta sẽ được số liền sau. Còn muốn tìm số liền trước của một số thì các em lấy số đó, các em trừ đi một đơn vị. Số trừ đi thì sẽ ra số liền trước, trừ đi 1 thì sẽ ra số liền trước. 11 trừ đi 1 thì bằng 10, như vậy số liền trước 11 là số 10. Số liền trước của 13 thì các em sẽ lấy 13, các em trừ đi 1 chính là 12. Số liền trước của 16 thì các em lấy 16 này, các em trừ đi 1 sẽ là 15. Và cuối cùng số liền trước của 20 thì các em sẽ lấy 20, các em trừ đi 1, vậy nó sẽ là 19. Xong bài cuối cùng, bài tập số 4. Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số. Chúng ta có cái tia số thì được biểu diễn bằng một cái đường nằm ngang, có mũi tên hướng sang phía bên phải. Và
các cái giá trị này nó sẽ liên tiếp nhau, liên tiếp nhau. Giá trị đứng phía bên phải thì nó sẽ hơn giá trị nó đứng ngay phía bên trái của nó một đơn vị. Như vậy các em lấy cái số đã cho này này, số bắt đầu này, số đầu tiên là số 10, các em cộng thêm một đơn vị thì được ngay số được đối phía trước, được chưa? Ngay số phía sau. Như vậy đây là số 10 này, muốn tìm số liền sau thì các em lấy 10 các em cộng 1 thì sẽ ra số liền sau, đây là 11. Lấy 11 cộng thêm 1 thì sẽ ra số liền sau là 12. 12 cộng 1 thì sẽ ra số liền sau sẽ là 13. Tương tự 13 cộng 1 thì bằng 14 này, đúng không? Đấy. Như vậy các em muốn tìm đây là các số liền sau đây. 10 cộng thêm 1 nữa bằng 11 này. Lấy 11 cộng thêm 1 thì được 12. 12 cộng 1 bằng 13. 13 biết rồi này. 13 cộng 1 bằng 14 này. 14 cộng 1 bằng 15 này. 15 cộng 1 bằng 16 này. 16 cộng 1 bằng 17. 17 cộng 1 bằng 18. 18 kem cộng thêm 1 thì sẽ ra số phía sau này. 19. 19 cộng thêm 1 thì sẽ ra số cuối cùng này là số 20. Như vậy, trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong các bài tập của bài 73 trong vở bài tập tại lớp 1. Nếu ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh sau khi xem nhé. Nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới góc phải màn hình và các em nhấn luôn vào biểu tượng hình quả chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi các video mới trên kênh. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh và các học sinh đã dành thời gian theo dõi video này ạ. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các học sinh ở các bài học tiếp theo.